đây là tôi. Thì nhàn rồi thì coi như là ngoài ruộng làm nông nghiệp đó thì là thừa thời gian là về làm thôi chứ không có chứ vô tình thì đơn hàng thì nhiều không mà được hết. Mỗi ngày á thì nói chung hai ông bà làm được khoảng 16%, thu nhập thì nói chung là được coi như là hai ông bà được 300 bạc. Bây giờ thì nói cho cùng là cái nghề này á thì nghề truyền thống chứ mà lớp trẻ những ai không ai theo nữa, tuy thì có lớp nhà anh sống là coi như mai mồi là coi như nghề truyền thống được.